Các bạn ơi, giờ mình tiếp tục mình làm cỏ tiếp các bạn nha. Trời nắng này các bạn, giờ mình tự nói này. Nó đừng nắng lắm. Là đám này đám rau đay các bạn nha. Đám rau đay thì mình nhổ cỏ bắt sâu cho nó. Chiều đến mình tưới nước là có rau ăn thôi các bạn. Cái đám này là khu vực đằng sau vườn chuối nhưng mà không trồng, nhưng mà tại sao mà nó lại cũng lên mầm được đấy chứ. Đây là giờ mình cần nhặt cỏ, mình tới phần là nó lên cỏ này. Cỏ này các bạn, chiều nắng là đốt lửa mới cháy. Lại đốt ra từ quá nó không cháy các bạn. Thank you.
này thì mình dùng để mình chăn nuôi, mình trồng để lấy đi buồng lấy thịt mình ăn. Sau khi nó ra cái buồng thì có kiểu cái hoa chuối đó, cái bắp chuối là làm nộm rất là ngon các bạn. Đây bắp chuối của cái này làm nộm rất là ngon. Trẻ nhỏ ra được phơi đến nay được trẻ được trắng. Đấy, các bạn nhà đã có cả tiếng trà sầu đấy này. Tiếng trà sầu nó thể hiện cho mùa hè các bạn ạ. Mùa hè thì phải có tiếng trà sầu kêu ve ve. Càng nhỏ phơi nó nhanh được nấu. Em ra mình phơi các bạn nhé. Sau thì mình sẽ cắt hết với cổ tiếp. Tiếp thì mình phơi kiểu mình đốt. Cho nó đẹp. Thank you.
lông rồi lá rồi là các thứ mình phải đốt hết để cho nó sạch vệ sinh môi trường. Này các bạn, không những ở quả thạch này thì cũng đốt hết, bỏ kẹo bỏ bao nhiêu đầy đủ thứ trên đó. Thank you.
Các bạn ơi, mình đun chuối đã gần xong các bạn nhá. Bây giờ là để mình vào trong nhà để tiếp tục việc khác các bạn ạ. Chờ mấy phút nữa. Phút nữa để đi để vào trong nhà. Hai mấy cái rau mờ này để mình rán trứng ăn. Cái rau này này rán trứng ăn rất là tốt các bạn, tốt cho sức khỏe. Rồi mình ra rồi mình ngắt các bạn này. Ngắt cái rau này ăn tốt cho sức khỏe. Ăn này rất là tốt cho sức khỏe, ăn nó trị bệnh nhà đường ruột là dài. Bây giờ là mình đi vào trong nhà thôi, hết tiệc đằng sau. Đằng sau thì cho gà ăn rồi múc nước rồi quét tước xong xuôi rồi. Bây giờ thì mình vào trong nhà đây các bạn nhá. Trong nhà đây sửa cơm nước buổi trưa. Giới thiệu với các bạn, giờ mình vào trong nhà thôi các bạn.